chào quý cô bác, anh chị và tất cả mọi người tiếp tục quay trở lại với nội dung tiếp theo trên kênh Đá Vòng Cao. Và ngày hôm nay thì em Bình đi xem băng tuyết ở đây nhé cô chú. Thì cảnh quan ở đây thì rất là lạnh, giống như ở trong tủ lạnh đấy cô chú ạ. Thì từ nhỏ đến giờ thì em Bình cũng chưa thấy cảnh này bao giờ, nên là cũng rất là tò mò nên cũng vào đây để mà khám phá. Thì em Bình thấy cảnh rất là đẹp, thì em Bình cũng xin chia sẻ lên trên kênh để cho tất cả cô chú anh chị mọi người cùng nhau được biết về cái khu vực ở đây rất là lạnh giá cũng như là băng tuyết ở đây thì rất là đẹp nhé. Thì em mình sẽ chia sẻ lên trên kênh cho tất cả cô chú anh chị được xem và xin trân trọng cảm ơn. Đấy, cái mùa này thì ở trên Bắc Bộ thì rất là lạnh. Đấy, cũng xin gửi một lời chúc đến tất cả cô chú anh chị luôn luôn mạnh khỏe. Đấy, bây giờ thì em mình sẽ đi khám phá thì sẽ truyền tải đến cô chú anh chị mọi người cùng nhau được xem. Và bây giờ thì chúng ta hãy đi nào. Ở đây thì đóng băng hết rồi, cô chú ạ. Ở đây là những cái cây của bà con trồng ở đây thì cũng đóng băng. Và đây là xã Xín Cái, giáp biên với Trung Quốc nhé, cô chú ạ. Biên giới thì ở ngay bên này thôi. Đằng sau em Bình là biên giới. Đấy, bên này là biên giới nhé, cô chú ạ. Qua cái đá đấy đi là biên giới Trung Quốc rồi. Ở đây là vẫn là thuộc về Việt Nam nhé. Thì ở đây thì rất là đẹp luôn, đấy cô chú ạ. Tuy rất là đẹp nhưng mà bà con ở đây thì rất là khó khăn vì là phải sống chống chọi với cái rét và cái lạnh, thì cho bò thì thiệt hại rất là nhiều nhé cô chú ạ, nên là cũng rất là thương bà con. Tuy nhiên thì băng tuyết ở đây thì rất là nhiều nên là em mình cũng rất là tò mò thì cũng vào đây để khám phá nhé cô chú ạ, thì sẽ truyền tải lên trên kênh.
Hôm nay thì em mình đi chơi thì cũng có em Dương, hai anh em cùng nhau đi nhé. Đến đây rồi, cảnh quan ở đây thì rất là đẹp. Và các cô chú anh chị ở dưới thành phố cũng như là ở dưới xuôi thì lên trên này rất là đông để mà check in, rất là đẹp. Đấy, cây này thì cũng không biết là cây gì nhưng mà có rất là nhiều đá này. Không biết là tan hết cái đá này, cây này có thể sống được nữa không. Vì là lạnh quá, rét quá thì cây cối ở đây thì chắc là khả năng cao là sẽ chết hết cô chú ạ. Đấy, cảnh ở đây rất là đẹp. Ở đây giống như ở bên Canada cũng như là bên nước Mỹ luôn á. Vì là có rất nhiều ban thế này thì giống như ở bên nước ngoài rồi, không phải ở Việt Nam nữa. Cảnh ở đây thì rất là bình yên và đẹp. Đá trên kia tan về thì rơi rất là nhiều luôn. Đấy, bây giờ thì anh em sẽ di chuyển đi vào trong đường quốc lộ. Thì là anh em cũng lên trên này khá là lâu rồi.